Quang Ai Di Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Đây là bà ngoại quý chú anh chị. Ồ, bà ngoại đem mì Hảo Hảo lên kìa. Đâu hết Hảo Hảo. Ngoại hôm trước thấy con ăn mì nè, cho nên ngoại đem mì lên nè. Dạ, dạ đúng rồi, thấy Di Minh ăn mì nè, bởi vì ăn mì. Mang 3 thùng mì. 3 thùng mì. 3 thùng mì. Mấy dạ. Anh vô chú chia nhau khi dâng cho cậu rồi mấy anh chia nhau. Dạ. Để dành cúng luôn ha cô. Không. Ngoài. Chứ bây giờ là vô cúng xong rồi thì mấy em vô chú chia nhau. Ok. Dạ. Cô đi ha, cô đi. Ồ. Oh. 3 thùng mì luôn. Vậy là con nghĩ là các cô là hay xem mấy anh em ở mộ lắm đúng không? Phi qua nghe đèn cây nè, đèn cây biết rồi là biết ngoại tôi rồi, rồi biết này, đặc biệt là 3 thùng mì quá trời nổi luôn. Cô hình như là đến đây mấy lần rồi. Có biết mà, anh biết mà. Cô người giống kiểu như lai like nước ngoài á. Ủa nước ngoài có lai like gì nữa? Cô chứ mày hỏi chút xíu hỏi thăm cô nữa. Ngoài cô về Việt Nam đây à, đường tuần rồi. Gì hả? Có ai nói nghe anh. Ở đây thì có mấy chị ha, ekip phụ cho cô. Không, 20 phút nữa tới rồi em. Đúng rồi. Ok. Ờ, anh đây. Dạ. Gói thuốc này con nè, con vô thì con đốt cho cậu nha. Dạ, dạ. Gói thuốc này ha. Ờ, cô gửi gói thuốc đừng đốt gì, smoking gì luôn nè quý anh chị. Cái này là gì? No smoking. À, là cấm hút thuốc á, mà anh đốt cho cậu là anh có lỗi. À, nói chung là khán giả gửi là mình phải làm không, thôi không anh chị nó mà bệnh mà nghỉ ngày ngày bà nó coi đang chịu bệnh vậy. Coi nó vui chịu chịu bệnh có dù mà có rồi rồi cho xin một phút bằng nệm nha. À, cho ý cho cô qua cúng ngoài đây cũng có mấy cô nè. Dạ con chào mấy cô nha. Dạ. Có kinh nghiệm. Chuyên nghiệp rồi. Cô này lên đây mấy lần rồi. Để cô thắp nhang đi. Bộ ai cũng làm xuống đó đi đi em này đúng rồi đi lạc xuống đúng rồi nên phải đi làm diễn viên hài mới đúng. Ừ. Xin theo Trường Giang nói không mày khùng quá tao không nhận. Không diễn viên biết giờ đóng theo ơi chú Bố Chung á. Chết chết hai chết ba ba xin theo Trường Giang nói không mày khùng quá trời tao không nhận. Bên đây có bên đây đi đường bên đây nè cô ngoại ơi. Bên trong dạ. Cô đi cô đó cũng còn trẻ mà cô hả. Rồi. Cô à, sắp tới còn nhiêu phút nữa khoảng 15 phút nữa phải không. Chị là nãy không có bình tĩnh đúng không. À, giờ mấy cô đi qua chắc thấp hơn bên cô Thanh Kim Huệ quá. Xe tải rồi đó chưa đâu. Ừ.
đi ra ngoài đón chị không lo ha. Nói giờ sắp đến rồi quý cô chú chị ơi. Đó đó. Cái gì ông nội? Nội hết hồn chứ. Có đâu, chưa tới đâu. Thằng tài đến nè. Hôm nay là chị ông Loan đi với một người rất là đặc biệt nha. Sắp tới rồi, tiếng nãy giờ tiếng mấy rồi? Đi tài xế không? Tài xế là anh Hà. Với quản lý. Đi với một người rất đặc biệt hả? Quản lý. Lần trước là đi với Hồng Hồng Kêu Gió. Nhưng mà kỳ này là chắc là giờ chứ. Mày là mà. Chắc giờ đi với Thanh Hồng quá. Cái tái thể rồi. Nó ngồi lên sắc giả rồi tờ. Lên giả rồi, hồi chị lên thiệt rồi sao? Sắp đến rồi. Ô, chú vậy. Bây giờ mấy anh em đang đứng đây đang rất là sớm đón chị Hồng Loan nè. Đúng rồi. Đợi thằng Tài đến. Đang đợi thằng Tài đó. Ủa, đang đợi tới mà háo hức luôn quý cô chú anh chị. Đứng đây chị dữ hả? Đợi chị Hồng Loan. Ờ, thấy hương không? Loan 2 tuần chị mới lên lặng mà anh em. 2 tuần á. Hồi đó còn lên tuần, bữa nay lên 2 tuần luôn rồi mới lên nè. Nó trầm trại hàng đêm luôn á. À, còn anh xem đêm tới hả? Anh nghe thông tin từ anh Duy Minh. Duy Minh hả? Anh Duy Minh xì. Xì là ấy đó ông nội. Xì là ấy là gì? Xì là tịch đó hả? Nói ấy rồi rồi. Xì thông tin chia sẻ. Xì thông tin nha. Xì thông tin. Thôi đi qua đây, quay mấy cô đi nó. Giờ chị không lo chưa đến rồi. Rồi mấy cô ở đây tí xíu của chị Hồng Loan đến luôn. Đó, quý cô chú anh chị. Cô đem rất là nhiều quà đến cũng cho chú Du Linh. Bánh rồi mì. Đặc biệt là ba thùng mì Hảo Hảo. Và thuốc, quý cô chú anh chị, thuốc hút. Cô đây lần này là lần thứ mấy mình lên đây rồi cô? Hai. Thứ hai phải không? À, bởi vì nó có lên rồi. Có đem đồ lên. Có. Có đem rồi. Có. Cô cũng gặp anh. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ thì cô đi thắp hương xung quanh ha quý cô chú chị, để Duy Minh đã là mộ quay coi những cái gì mà cô đem lên đây. Đó. Để thắp hương. Đó. Đây, đó quý cô chú anh chị. Đó, một thùng mì nè ha, rồi bánh nó gì là bánh ngọt nè. Rồi rồi một cái thuốc gửi cho Duy Minh ha. Cái thuốc gửi cho Duy Minh. Đó quý cô chú anh chị, rất là cảm ơn cô. Mấy cô đã đến đây. Không cô còn đảo lại mà. Rồi cô còn đảo lại mà. Đó quý cô chú anh chị. Đó thì video đến đây thì Duy Minh cũng tạm thời kết thúc ha quý cô chú anh chị, để đợi chị Hồng Loan lên. Ghi hình cho bà con cô bác xem ha. Mong bà con cô bác hãy đón ha, trong vòng vài chục phút nữa thôi. Khỏi chừng 20 phút nữa không tới quý anh chị. Khi mình đăng video này lên là chị luôn luôn tới đó. Bà con nhớ nhấn like và chia sẻ cho bà con khác vô xem ha quý anh chị. Mình chúc cho bà con cô bác càng xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe nha.